khi mà nhìn được cái đức hạnh của sư Minh Tuệ rồi đó, thì bây giờ đó tự nhiên ngài đã cùng tăng đoàn đi thiền hành, thì lại phát sinh ra nhiều cái chuyện mà nó cũng ngoài ý muốn nữa. Lớp thì người thương thì nói như vậy, lớp người ghét thì nói lại khác. Rồi khi sư đi trên đường thì lại có một cái số đông lại đu đeo theo đó, rồi làm cho mất trật tự, rồi thì từ đó lại có một cái sự trắc trở là người ta không 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 phải cho tăng đoàn tiếp tục đi trên đường nữa, mà phải là có một cái điều kiện nó rất là ổn thỏa khi nó giữ gìn được cái trật tự an ninh cho bà con trong cuộc sống anh. Thì như vậy là khi sư Minh Tuệ mà hiểu qua được mình cùng tăng đoàn mà bước chân đi như trên đường vậy, thì làm cho những cái người mà có cái trách nhiệm mà an ninh trong cuộc sống á, người ta sẽ rất là chật vật. Phải bao nhiêu người chiến sĩ hàng ngày phải đi theo tăng đoàn, phải bảo vệ cho sư á, thì lại là quá cực đi. Thì thử từ chỗ đó đó mà hôm nay đó thì thầy nói là cô bác anh chị em ai cũng có bổn phận, cũng có trách nhiệm á, thì bây giờ đó là lại trở về. À, đừng có phải là đi theo tăng đoàn mà nhiều như vậy nữa thì nó sẽ cản trở rất là nhiều. Nó ảnh hưởng rất là nhiều trong cái trật tự an toàn giao thông. Yeah. Cho nên có đi thì đi phải xếp hàng trật tự ở phía sau. À, rồi thì lại là ngài nói bao nhiêu lần như vậy nhưng mà đồng đạo mến mộ quá anh hay. Yeah, yeah. Người ta cứ phải theo sư hoài để có thể là trải nghiệm, có thể là gieo duyên. Đó. Cho nên thì nói chung ra đối với anh em mình mà hành đạo trở về với cái lý tánh tuyệt đối thì con người không phải sống trong cái tưởng tượng đó. Nhưng mà đối với những người mà mến mộ về đạo Phật mà khi mà mới bước vào trong cái con đường đạo đức anh, thì cái niềm thương mà đối với một bậc mà đức hạnh cao thì luôn lúc nào nó cũng dạt vào trong tâm khảm hết. Đó, cho nên đó là bao nhiêu ngày qua đó khi mà phát hiện được cái cục đá mà có cái hình tướng ngồi tọa thiền trên núi Anh Vũ Sơn đó, thì lại lan tỏa là bà con cô bác ai cũng có một cái niềm mong mỏi là trời trong bây giờ vắng sư Minh Tuệ rồi, chỉ nhìn qua cái cục đá đó mà người ta tưởng tượng là sư Minh Tuệ đang xuất hiện trong thất sơn. Đúng rồi. Đó, từ chỗ đó đó là em mới hiểu được từ cái góc nhìn của tất cả mọi người đó, mình mới thấy được một con người hạnh đức mà tu tập rồi đó anh, nó sẽ lan tỏa được một cái thiện cảm mà ai cũng thương mến. Chính vì cái thương mến đó mà vắng sư Minh Tuệ, người ta đã cố gắng làm theo những cái lời mà sư Minh Tuệ nói. Cũng giống như là Đức Phật nè, giống như Đức Thầy mình là con em hòa hảo, mà khi nhìn về sư Minh Tuệ thì mình lại là thực hiện giáo lý của Đức Thầy rất là nhiều, và nhớ đến những cái lời mà Đức Thầy nói như là giữa chừng đờn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa, tỉnh sai trong giấc mộng qua, mơ màng cũng tưởng như ta bên mình, tuy là hữu ảnh vô tình vô hình chứ dân lòng tưởng thì sân trình đáo lai. Cho nên đã những người mà mến mộ sư Minh Tuệ bây giờ đó tự nhiên lại thấy giữa cái vùng thất sơn mà anh em truyền tải đến một cái hình tượng đá vậy đó, thì người ta cứ nghĩ là sư Minh Tuệ xuất hiện không à. Dạ, đúng. Bởi vì anh thấy đó, một cái bức tranh hay hoặc là một cái hình tượng nào đó, nếu không được con người lấy cái trí tuệ để phân biệt đó, thì người ta không hiểu đó là gì chứ. Dạ. Cho nên em mới nhớ lại một cái câu chuyện như thế này nè. Thì trong lịch sử Phật giáo có ghi lại tổ Đạt Mạ Tổ Sư á, ông hồi đó còn là một cái vị thái tử. Sau khi mà tổ Bát Nhã Đa La được ông vua mà tặng cho một cái viên ngọc đó, thì ông tổ Bát Nhã Đa La mới hỏi Tam Thái Tử là anh em của ông Đạt Ma Tổ Sư vậy chứ trên đời này có cái gì quý hơn cái viên ngọc này không? Thì như vậy là mấy ông Thái Tử trước á, ông anh của ngài Đạt Ma thì cứ nói là trên đời này không có cái gì mà quý qua cái viên Minh Châu này đâu. Đó, thì ông Thái Tử thứ hai ông cũng nói như vậy nữa, ở trên đời này không có cái gì mà quý hơn cái viên ngọc này hết. Nhưng mà cuối cùng Đạt Ma Tổ Sư đó, ngài mới nói một câu, dạ trên đời này không có cái gì quý hơn là trí tuệ. Rồi ông tổ mới hỏi tại sao mà không gì hơn quý hơn là trí tuệ. Ông nói tại vì con người khi có trí tuệ đó mới phân biệt được thế nào là tốt, thế nào là xấu, thế nào là ngọc, thế nào là cát bụi. Nếu mà con người mất đi cái trí tuệ rồi thì cái viên ngọc này chẳng khác nào là cái viên đá ở bên đường. Yeah. Cho nên quan trọng là ở có trí tuệ đó đó. Cho nên khi mà người ta đó là những cái người mà có thiện chí hay hoặc là có cái kính ý, nó luôn lúc nào cũng hướng trông theo cái hạnh đạo của sư Minh Tuệ, thì em thấy rằng nó sẽ có một sự liên tưởng rất là đặc biệt anh. Nhìn yeah. tượng để nhớ người.
cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bây giờ, anh thấy đó, ngoài cái hình tướng, ông Phật Việt Nam khác, ông Phật Thái Lan khác, ông Phật bên Miến Điện khác, anh thấy không? Ông thì ốm, ông thì mình mặc đầy đủ, ha. Nhưng mà khi hướng về đó thì người ta cũng lấy biểu tượng là Ngài đang trong cái tứ quy nghi là tọa tỉnh như vậy đó, rồi mắt thiện của Ngài với ánh mắt từ bi đó đang phải nhìn tất cả mọi chúng sanh từ ở mọi nơi đó, rồi đang có một cái vòng tay mà luôn lúc nào cũng đem lại cái tình yêu thương gian rộng để đón tất cả những cái người sau những năm tháng phiêu lưu xa xứ trở về nơi cửa đạo. Cho nên nhìn tượng mà đã nhớ người thì bây giờ em nghĩ là người ta khi đến anh Vũ Sơn tự nhiên cái đi du lịch cái thấy được giữa cái ông Két ẩn là một cái mỏ ông Két nhỏ đó anh, rồi bên đó đối diện thì lại có một cái hình tượng là chỉ có hai viên đá đơn giản thôi, nhưng mà cái viên đá trên đó thì cũng có cái đầu trội trội giống như là Sư Minh Tuệ, rồi cái càm dài dài như vậy, nhất là cái vai lại có cái nải, những cái nếp nhăn của cái chiếc áo phấn tảo á, thì tạo cho người ta thấy ra à thì ra đây là Sư Minh Tuệ rồi. Thì cái đó là anh hai biết á, mình sẽ nói thấp hơn một cái trình độ nữa, đó là một cái niềm mơ ước. Thì chính như vậy đó mà thế gian trụ trì tam bảo nó mới được trở vào trong cái thế gian này là cái nơi năng sở để mà người ta lấy đó làm cái hình tướng mà tu tập. Cho nên qua cái sự mà trao đổi của anh hai thì em thấy đây là một cái điều mà anh hai trở về lý tánh là em mừng lắm. Nhưng mà nếu nói là ở nơi này đó mà tất cả bà con khi hướng về những cái tượng đá đó thì người ta thấy rằng nó rất là màu nhiệm linh thiêng giữa cái vùng đất Thất Sơn Hùng Vĩ này. Chỉ có hai viên đá thôi mà nó lại đem lại cho người ta những cái ánh hình rất là quen thuộc sau những ngày tháng người ta theo dõi trên kênh YouTube. Đó thì người ta mới thấy được à thì ra nhà Sư Minh Tuệ. Người một người tu hành thì cái người tu hành luôn lúc nào cũng phải ở những cái nơi quan vắng vậy đó anh. Ẩn thân vào núi non Am Cốc hàng ngày chỉ chuyên lo kinh kệ song sóc cảnh và lam trao luyện đức lành dồi mài trí tuệ hầu giảng giải cho bá tánh thập phương nghe để hoài đầu hướng thiện quy y Phật pháp không còn thiết đến việc đời. Cho nên tất cả những cái sự liên tưởng đó là điều do đâu, là do cái tưởng tượng của mình giống như anh hai nói vậy đó. Nó thổi vào trong cái tượng đá đó một cái hình ảnh của con người quen thuộc thì tự nhiên nó lại là trở nên nó sinh động. Nhưng mà anh hai còn nhớ không cái câu người ta nói linh tại ngã bất linh tại ngã, à linh là do mình mà không linh thì nó cũng do mình. Cho nên từ đó mà nhìn tượng để lại nhớ Phật hay hoặc là nhớ một cái vị đạo hạnh thanh cao nào đó, người ta bắt chước theo cái hành đạo đó. Mà chính như vậy đó hình thức nó lại chuyển hóa vào nội tâm. Mấy đệ thấy không, nó rất là đặc biệt ở cái chỗ dùng cái hình thức để chuyển hóa vào nội tâm. Cho nên đó, tất cả mọi người ở trên thế gian này ai cũng vậy thôi. Một khi mà chúng ta dùng những cái giới luật hàng ngày nè, khi đọc qua văn tự ngôn ngữ kinh điển, phải không? Khi mà chúng ta phải chắp tay cúng lại trước lại Tam Bảo Phật Đài, khi mà chúng ta phải làm những cái việc từ thiện ở bên ngoài để làm gì? Đều là xuất phát từ ở cái tâm từ bi. Khi mà Sư Minh Tuệ mà ông ngồi thiền tọa vậy nè quý vị, ngồi ở trên núi thì ông nói thiền là lúc nào con cũng thiền. Nhưng mà có điều đó là giờ nào ha, hay hoặc là đi cũng vậy, để con được gì? Để con có được cái xúc chạm trong cái tham sân si. Khi ngồi hoài ấy, thì người ta có thể là điều thân điều tâm để vượt qua tham sân si nổi. Nhưng mà khi đi trên đường gặp những cái cảnh tác duyên từ ở bên ngoài, nào là cái cảnh chửi bới, nào là cái cảnh miệt thị, nào là người ta đánh nè, mà hỏi coi lòng có được vượt qua tham sân si hay không. Đó, cái đó anh thấy không, hình thức nó đều chuyển hóa vào nội tâm hết. Mà con người khi mà chúng ta thực hiện được như vậy đó thì mới thấy giữa tâm và cảnh nó tương ưng với nhau. Giữa những cái bài học lý thuyết qua kinh điển rồi cái mà thực tập công phu của mình đó, mà nếu mà tâm mình luôn an ổn trước mọi nghịch cảnh như vậy đó, rồi ý của mình không thấy phiền ưu với bao nhiêu mà cái chướng duyên đó, những cái sở chi chướng đó nó sẽ làm lòng của người ta đó vẫn được tự tại an nhiên, thì cái người đó nó mới thấy được cái hạnh đạo của mình đi đến một mức khả quan hơn. Rồi từ đó anh mới biết là sau khi chúng ta diệt kiến hoặc tư hoặc rồi mới tới trần sa hoặc. Trần sa hoặc là nó vi tế hơn nữa, nó những cái hoặc lậu nó nổi lên từ trong tâm thức của con người mà khi mình nhìn bằng mắt thường thì không ra, nhưng mà ngồi lại một chút xíu thì có cái sự tác ý. Nó tác ý nó gợi lên từ trong cái tư tưởng á anh hai. Nhưng mà nếu con người nào mà điều phục được cái tư tưởng của mình, tức là sống trong cái ý niệm là không thiện không ác,
không giữ không lành, thì ngay cái lúc đó là anh nói trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Yeah. Cho nên em nghĩ rằng đó, cái mà người ta mừng nhất đó là tại sao? Khi mà sư Minh Tuệ mà không còn có những cái bước đi trên đường trần, xuất hiện trên cái màn ảnh mà để được bà con cô bác anh chị em với cái lòng ngưỡng mộ đó nữa, thì tự nhiên có một cái tượng đá này, nó đã nói lên được cái gì? Nó nói lên được một cái hình ảnh rất là chân thật, một con người rất là quen thuộc. Cho nên mình rất là hãnh diện ở cái nơi thất sơn hùng vĩ này mà có những cái điều nó màu nhiệm anh hai. Do thiên nhiên ban tặng, do trời Phật ban cho, tự nhiên đá nó lại là trở thành người. Cái điều đó nó mới là thú vị. Cho nên trong cái thế giới tâm linh thì em nghĩ mình sống giữa nơi rừng núi này, anh thấy không? Đó, tự nhiên cái cục đá ba chồng á, thiên nhiên nó ban tặng vậy, cái cho mình có được những cái phút giây mà chúng ta thơ thảnh. Nhưng mà thấy sư Minh Tuệ á, tu tập theo cái hạnh độc cư, hạnh đầu đà như vậy, thì anh hai luôn lúc nào cũng tỏ ra một cái niềm vui phấn khởi. Chắc có lẽ là qua cái sự việc này, đó, qua những cái hình ảnh mà anh hai anh đã nhìn thấy được cái hạnh đầu đà ông thực hiện đó, và qua những cái kỷ lục mà ông đạt được mà con người bình thường khó mà làm á anh hai, nó vượt hơn cái mức mà mình tưởng tượng luôn. Dạ, đúng. Vậy thì từ đây sắp tới anh hai có thể là nhìn người để mình phản tỉnh lại, mình phải thực hiện làm sao nó có thể đạt đến một cái trình độ mà con người ta khi học qua những giáo điều của Đức Phật để chúng ta đạt thành được con đường giải thoát không? Của ngài Thích Minh Tuệ thì nó đi đúng cái chánh pháp mà của Đức Thích Ca mà truyền lại. Dạ. Cho ngài Ma Ha Ca Diếp rồi. Thì ngày hôm nay mình áp dụng vào để mình tu tập thì quá tốt. Dạ. Mà mình phải xem theo cái trình độ và khả năng mình nó có đủ cái điều kiện để mình tu cái pháp môn này hay không, mình phải xét lại chỗ đó nữa. Rồi mình có chịu buông xả hay không? Yeah. Đó là cái cơ bản quyết định. Nếu mình chịu buông xả tất cả thì cũng như Đức Phật nói, buông xuống đi, hãy buông xuống đi. Yeah. Chứ giữ làm chi, có gì thở ra chẳng lại còn chi nữa, dạng sự vô thường buông xuống đi. Yeah. Các pháp là vô thường. Các pháp là vô thường, là pháp sinh diệt diệt rồi tịch diệt mới là vui. Yeah. Thì bây giờ nếu mình làm đúng như lời Phật dạy đó thì mình có thể là tu tập được pháp môn này là viên mãn. Yeah. Coi như là gốc gáo cũng sẽ ra chứng quả như những cái vị là hạnh đầu đà như ngài Đại Ca Diếp và những vị tổ mà đã lưu truyền tới cái tổ mà Đức Lục Tổ Quyền Năng của mình. Dạ. Thì thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi lại cũng tùy theo cái thời lượng của chương trình để rồi gửi đến tất cả chư quý đồng đạo qua một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống tu tập của mình. Một duyên hạnh ngộ mà chúng tôi được gặp huynh hai ở nơi Ngũ Hồ Sơn hùng vĩ này. Cho nên ở đây không có thấy sư Minh Tuệ, nhưng mà lại thấy một cái người mà gầy gò trong cái hạnh đầu đà, cũng giống như sư Minh Tuệ, đó là tu sĩ Hai Mèo. À, quý vị biết làm sao mà có cái tên mà tu sĩ Hai Mèo không quý vị? Hồi đó giờ thì mình thấy cái pháp danh ai cũng đẹp ha. Yeah. Nhưng mà đặc biệt cái ông này thì lại có cái pháp danh nó ngộ ngộ như vậy đó, mà nó gắn liền với ông sau bao nhiêu năm trời ở đây để cố gắng tu tập. Thì thường là vật chất nó luôn lúc nào nó cũng giúp cho mình có đầy đủ rồi thì tinh thần nó mới được là vui vẻ. Nhưng mà đối với anh hai thì cái hạnh tu của anh nó cũ cực, cũng giống như là một cái nhà sư mà đang nổi tiếng bây giờ, đó là sư Minh Tuệ. Đặc biệt như vậy đó, cho nên là qua cái thời gian mà xa cách mấy anh em rồi đó, thì vô tình tôi lại nhớ anh và tôi gọi một cuộc điện thoại. Anh nói, chàng ơi hổng gài nghe đệ nghĩa mà trao đổi về sư Minh Tuệ, tôi ở đây nghe tôi nức lòng hết rồi. Tôi nói không biết sao mà nức lòng. Anh hai nói trời ơi, cái đó là kêu bằng nó giống mình, mà mình bây giờ cũng đang sống cái cảnh mà thực hiện như là những cái hạnh lành của sư Minh Tuệ vậy đó. Độc cư. Ừ, cho nên cái hạnh độc cư đó là một cái hạnh mà tất cả những chư tổ chư sư ai cũng muốn sống trong cái một chủ thể độc lập đó, để giải phóng thân tâm mình ra khỏi tất cả bao nhiêu cái duyên ràng buộc ở thế gian. Yeah. Cho nên sau khi mà xem cái gương của sư Minh Tuệ mà đang tu tập vậy đó, thì anh hai cũng cho em biết tại sao mà anh hai lại có một cái niềm hân hoan phấn khởi khi nghe em gọi điện và hai anh em lại nhắc nhau về cái gương hạnh đó. Đối với cái góc độ của anh thì anh sống ở đây độc cư lâu năm rồi, anh nhận định về sư Minh Tuệ đang tu tập vậy thì có rút ra được cái bài học gì trong cái con án tu tập của mình không anh hai? Dạ. Yeah. Thì vừa qua nghe đệ điện huynh cũng lâu lắm rồi, mấy anh em mình cũng 3-4 năm nay rồi. Yeah. Không có liên lạc với nhau.
rồi cũng biết đệ thì vẫn tu, rồi huynh vẫn coi trên mạng thấy đệ nói chuyện đạo hoài đó.